Mọi người, mình là học viên của khóa học ghi nhớ y khoa chuyên sâu. Và ngày hôm nay, mình có làm bài tổng hợp về phần điều hòa hoạt động tím. Điều hòa hoạt động tím thì có hai cơ chế là điều hòa hoạt động xoáng và điều hòa hoạt động cầu tím. Đầu tiên, ta sẽ tìm hiểu về phần điều hòa hoạt động xoáng. Cơ chế thân kính. Hệ thân kính thực vật thì có hệ thân kính phổ giáo cảm và giáo cảm. Phổ giáo cảm thì bắt nguồn từ hai não trong các tế bào ở nhân lớn thân kính X và nhân hoài nghí. Hầu hết các tế bào hài của tím nằm gần nút xoáng và mối dẫn truyền nhĩ thất. Dây phải ảnh hưởng mạnh đến nút xoáng, dây ức trái ức chế chỉ nhiều mối dẫn truyền nhĩ thất và gây ức chế nhĩ thất, làm nhịp chậm trên mô nút. Còn đối với hệ giáo cảm thì bắt nguồn từ cột giữa bên của đoàn tủy sống cổ nắm và sọ đến đoàn cổ cuối, làm nhịp nhánh. Giáo cảm trái thì tác dụng làm tăng co bóp nhiều hơn tăng nhịp. Giáo cảm phải thì làm tăng nhịp nhiều hơn tăng co bóp. Các trung tâm cao hơn đó là vỏ não, đôi thì vùng hà đôi, gián não và hành não. Các phản xạ thủ thể áp suất, thủ thể nằm ở các động mạch lớn là quai động mạch và xoáng cảnh. Đây là mô hình của xoáng cảnh và tiểu thể cảnh. Kích thích bởi sự sản xuất máu trong mạch. Thay đổi nhịp tím theo tần số hô hấp. Đây là sơ đồ biểu diễn sự thay đổi nhịp tím theo tần số hô hấp. Trung tâm hô hấp nó tác động đến trung tâm ức chế tim ở hành não. Trung tâm hô hấp làm thay đổi áp suất trong lồng ngực, thay đổi lượng máu về, thay đổi áp suất động mạch. Từ thay đổi áp suất trong lồng ngực làm thay đổi thể tích phổi, thay đổi lượng máu về làm phản xạ vermorane, thay đổi áp suất động mạch làm thay đổi thủ thể áp suất. Từ đó tác động đến trung tâm ức chế tim và làm thay đổi nhịp tim. Thứ hai đó là phản xạ vermorane và phản xạ nhĩ. Sự tăng nhịp xảy ra khi áp suất tĩnh mạch trung ương tăng đủ để làm giãn tim phổi. Có tác dụng đầy máu ứ đồng ở tấm nhĩ phải và tác dụng này bị mất khi cắt đứt dây ích ở hai bên. Vai trò của hô hấp đối với nhịp tim gồm hai yếu tố, đó là yếu tố phản xạ và yếu tố trung ương. Đối với yếu tố trung ương, sự thay đổi nhịp tim hô hấp là do tác dụng tương hỗ giữa trung tâm hô hấp và trung tâm ức chế tim ở hành não. Phản xạ thủ thể hóa học ít ảnh hưởng đến nhịp tim, còn phản xạ do thủ thể ở tấm thất là các thủ thể cảm giác nằm gần nội tấm mạc của thất gây phản xạ giống các thủ thể áp suất ở động mạch, kích thích các thủ thể trong nội tấm mạc làm giảm nhịp tim và sức cản ngoài biên. Cơ chế thể dịch đầu tiên phải kể đến là hormone tủy thượng thần, hormone tuyến giáp, hormone tuyến tủy làm tăng nhịp tim, các khí hô hấp trong máu, giảm oxy trong máu làm tim đập nhanh, tăng CO2 quá cao làm tim ngừng đập. Đây là sơ đồ biểu diễn tác dụng nguyên phát của kích thích thủ thể hóa học ngoài biến trên nhịp tim, kích thích trung tâm ích cửa hành não. Tiếp theo là các ion trong máu, các cộng tăng làm rối loạn nhịp tim, C2 cộng tăng cao gây ngừng đập ở ký tấm thú. Các cơ chế khác thì nhiệt độ cao làm tăng nhịp tim. Tiếp theo ta sang phần điều hòa hoạt động cơ tim. Trước tiên đó là điều hòa bên trong chức năng cơ tim. Điều hòa bằng cơ chế Frank Starling. Chế phẩm tím phổi được biểu diễn ở sơ đồ gồm đó là bình chứa máu tĩnh mạch, khóa động mạch chủ, động mạch phổi, áp suất nhĩ phải, áp suất nhĩ trái, áp suất động mạch, sức cản Starling và sức đàn hồi động mạch. Khi tăng lượng máu về tim thì trong vài nhịp đầu, lượng máu do tim bơm ra nhỏ hơn lượng máu về, máu ứ trong tâm thất làm cơ tim tăng và tâm thất co mạnh hơn trong chu kỳ 6. Tim bơm một lượng máu ra ngoài lớn hơn bình thường cho đến khi lượng máu bơm ra bằng lượng máu về. Đây là sơ đồ biểu diễn. Tiếp theo là khi tăng sức cản ngoài biến. Trong một vài nhịp đầu thì tâm thất lúc đầu không bơm ra ngoài một lượng máu rộng bình thường. Do đó, máu ứ trong tâm thất làm thể tích tâm thất cuối kỳ tâm trướng và tim đáp ứng bằng cách co mạnh hơn trong những chu kỳ 6. Điều hòa bằng cơ chế Frank Starling làm giữ cân bằng chính xác cho lượng máu do thất trái và thất phải bơm ra ngoài. Điều hòa bởi nhịp tim. Thay đổi tần số co bóp sẽ làm thay đổi lực phát sinh do cơ. Đây là sơ đồ biểu diễn sự thay đổi đó.
Sự tăng từ từ của lực phát sinh khi khoảng cách giữa các nhịp tim giảm đột ngột là do tăng từ từ nồng độ CO2 cộng trong tế bào. Có hai cơ chế, đó là tăng số lần khử trong một phút và tăng số lần CO2 cộng đi vào trong khử cực khi một tâm thu sớm xảy ra. Thì tâm thu sớm thường yếu, trong khi đó nhịp đập xảy ra trong giai đoạn nghỉ bù thì mạnh hơn bình thường. Đây là sơ đồ thể hiện thời gian nó ảnh hưởng đến áp suất ở kỳ trung thu sớm. Điều hòa ngoại sinh đối với chức năng tim. Mặc dù tim cô lập thích ứng tốt sự thay đổi tiền tải và hậu tải, nhiều yếu tố bên ngoài cũng ảnh hưởng đến hoạt động của tim. Điều hòa bằng cơ chế thần kinh. Đầu tiên đó là hệ thần kinh giao cảm. Hệ giao cảm làm tăng tĩnh co bóp của nhĩ và thất. Chất trung gian là norepinephrine và acetylcholamine trong máu tác dụng lên thủ thể beta ở màng tế bào cơ tim, làm kích hoạt adenine cyclase làm tăng AMP vòng. Protein cai kích hoạt làm kích hoạt kênh CA2 cộng trong màng tế bào cơ tim, làm tăng dòng CA2 cộng đi vào giai đoạn bình nguyên và nhiều CA2 cộng được phóng thích từ lửa nội bào, làm tăng sự co cớ. Đây là sơ đồ biểu diễn gồm hai quá trình, đó là trước khi kích thích hạch não và khi kích thích hạch não. Đối với hệ phổ giáo cảm thì acetylcholine được phóng thích bởi sự hệ phổ giáo cảm, tác dụng lên thủ thể muscarinic trong màng tế bào cơ tim, làm ức chế men adenicylase, làm giảm nồng độ AMP vòng trong tế bào, làm giảm độ dẫn CA2 cộng qua màng tế bào và làm giảm sự co bóp của cơ. Đây là sơ đồ biểu diễn. Dường như nó là đối lập so với hệ giáo cảm. Phản xạ thủ thể áp suất gây ức chế chức năng tâm thất, kích thích thủ thể áp suất trong xoang cảnh và quai động mạch, chỉ có thể làm giảm sức co bóp của tim. Điều hòa hóa học. Đầu tiên đó là điều hòa hóc môn. Hóc môn thuyền thần, tùy thường thần thì nồng độ epinephrine tăng thì tích co bóp tăng. Vỏ thường thần, hydrocortisone làm tăng tác dụng từ tím của acetylcholamine. Hóc môn tuyến giáp tăng cung lượng tím và tăng nhịp tím và co bóp. Hormone tùy insulin và glucagon làm tăng tính co bóp. Hormone tuyến yến thì suy chức năng tuyến yến gây rối loạn tim mạch. Đối với khí trong máu, giảm oxy trong máu làm tăng co bóp tim và tăng cung lượng tím. Oxy thì kích thích, oxy nhiều thì ở trạng thái cực chế. Đây là sơ đồ biểu diễn mối quan hệ giữa độ bão hòa oxy và áp suất thu tâm thất trái. Đối với PaCO2, bình thường là 45 mm thủy ngân, giảm đến 34 mm thủy ngân thì tăng áp suất thâm thu thất trái, tăng đến 86 mm thủy ngân thì tăng nhịp tim và tăng sức co của tim. Đối với pH máu, giảm pH thì tim đập nhanh, và cuối cùng là các ion trong máu. CA2 cộng tăng thì tăng co thất, NA cộng giảm thì giảm đến hệ tim, K cộng tăng thì liệt cớ nhĩ và thời gian của phá QRF tăng. Trên đây là bài tổng hợp về phần điều hòa hoạt động tim của mình. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Rất mong được mọi người góp ý để những bài làm lần sau của mình được hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.